Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Nhà trọ địa ngục, quyển 21, chương 3. Hắc ám, đó là một nhà ga tan hoang, ở bến đợi xe lửa không hề có một bóng người. Bầu trời một mảnh âm u, không hề có chút ánh trăng. Di Chân cùng Lý Ẩn lúc này xuất hiện ở bên ngoài nhà ga. Quả nhiên là thế này sao? Di Chân nhíu chặt mày, nói. Mặc dù rời khỏi cái kiến trúc kia, nhưng mà lại tiến vào một không gian mới. Nàng cùng Lý Ẩn tiến vào cái không gian này đã được một tuần lễ. Bất quá trong một tuần này lại không hề gặp quỷ. Cuối cùng thì tìm ra được cửa rời khỏi cái kiến trúc kia, nhưng mà lại trực tiếp tiến vào không gian này. Chung quanh nhà ga rách nát là một mảnh cánh đồng bát ngát. Nhìn không tới bất luận một tồn tại nào khác. Gió không ngừng thổi, làm bụi đất bay tứ tung. Đi đến trước cổ xe lửa, Di Chân bước lên, nhìn chung quanh bên trong xe lửa, trống rỗng. Lý Ẩn cũng cùng leo lên. Trên xe lửa, vẫn như trước không hề có người. Mà phía trên một cái ghế không xa, nằm đó một cái hộp. Di Chân lập tức bước nhanh qua, đem nó mở ra. Không cần hỏi, bên trong khẳng định là một mảnh nhật ký. Di Chân có thể khẳng định một sự tình, chính là có một vài mảnh nhật ký sau khi Bồ Mỹ Linh chết mới mang bỏ vào đây. Ngày 1 tháng 5, vong hồn Bồ Mỹ Linh sẽ du đảng bốn phía, kể cả xuất hiện ở nhà trọ cũ của Hoàng Phủ Hát, người đội mũ đeo bao tai mà Hoàng Phủ Hát nhìn thấy chính là Bồ Mỹ Linh. Mà bức tranh sơn dầu hắn đặt ở cầu thang tầng 5 là thứ mà Hoàng Phủ Hát và Tuyết Chân cho là vật thoạt nhìn rất bình thường. Nội dung trong mảnh nhật ký là: cái xe lửa này cứ mỗi nửa đêm không giờ sẽ bắt đầu xuất phát. Sau đó các người phải nhớ kỹ xuống xe tại Dạ U Cốc. Chưa đến Dạ U Cốc mà xuống xe, các người sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đến Dạ U Cốc, các người tiến về một cái thị trấn ở phía trước. Ở trong nhà họ Diệp, bên trong thư phòng, các người sẽ thấy mảnh nhật ký ta lưu lại. Sau đó các người có thể tiến về địa phương cuối cùng, lúc đó các người có thể chạm đến bí mật liên quan tới Ma Phường. Còn có một nhóm chữ ở dưới làm cho Di Chân tức khắc rung lên. Sở Di Thiên đã đạt tới giới hạn. Đúng, ta biết là ngươi, Sở Di Chân. Trong 50 năm thời gian, người thành công chấp hành huyết tự đến lần thứ 10, người biết có bao nhiêu người không? Kể cả ngươi cùng đệ ngươi, tổng cộng có 7 người. Bất quá trong 50 năm thời gian, ngươi là người duy nhất còn sống sót rời khỏi nhà trọ. Những người khác đều đã chết trong lần huyết tự chỉ thị thứ 10. Đương nhiên Sở Di Thiên so sánh lại có chút đặc thù. Hắn biết rõ, người nam nhân này cái gì cũng biết. Mà Di Chân không chú ý tới bên ngoài cửa sổ xe, một bàn tay bỗng nhiên túm lấy cái bệ đỡ cửa sổ, nhưng rất nhanh lại tuột xuống. Nàng cùng Lý Ẩn ngồi xuống, đọc kỹ mảnh nhật ký. Sau khi Lý Ẩn xem xong, liền đem nó cất vào trong túi áo, nói: như vậy chúng ta có thể rời đi. Đúng vậy, chỉ có thể rời đi. Di Thiên ở nơi đó, chỉ cần nghĩ như vậy, Di Chân đã cảm giác vô cùng kích động. Rốt cuộc có thể gặp mặt đệ đệ một lần nữa sao? Nàng tùy thời đều cảm giác nhìn bên ngoài cửa sổ, ngoài trừ cánh đồng bát ngát ra, cái gì cũng không có. Bất quá không vì như thế mà nàng cảm thấy an tâm. Ai cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Phải chờ tới nửa đêm không giờ à? Di Chân thở dài. Được rồi, chỉ có như vậy. Dù sao cũng đã trôi qua nhiều ngày, bất quá nếu không có mảnh nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại, chúng ta cũng sống không đến bây giờ. Sau đó nàng nhìn bóng dáng dưới chân của Lý Ẩn. Bóng dáng quyền rũ. Ta đã nói rồi, Lý Ẩn vội vàng nói. Ngươi đừng lo lắng. Di Chân từ trong ba lô trên người lấy ra một cái hộp, mở ra bên trong có vài cái sandwich, là lấy đi từ trong nhà hàng. Đem sandwich đưa cho Lý Ẩn,
chính nàng cũng cầm một cái. Không biết lữ trình này sẽ kéo dài bao lâu? Không biết được. Lý Ẩn bắt đầu ăn. Có thể sẽ khá lâu. Lúc này, ánh mắt của hai người đều chầm chầm nhìn vào cửa. Chỉ cần xuất hiện quỷ ảnh sẽ lập tức lao qua cửa sổ trốn vào bên trong cánh đồng bát ngát. Học trưởng, Di Chân mỉm cười. Ta cảm giác như vậy giống như bắt đầu chuyến lữ hành, cũng thấy có chút kích thích. Lý Ẩn nhai nuốt sandwich nói. Ngươi còn có thể cười sao? Ừ, dù sao lúc trước trải qua huyết tự, so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều. À đúng rồi, ta và ngươi có thể kể về những huyết tự đã trải qua, như vậy học trưởng cũng có thể tham khảo đôi chỗ. Không cần. Lý Ẩn lắc đầu. Ta không muốn nghe. Như vậy à? Sandwich ăn xong, Di Dân đậy nắp hộp lại, nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Sau cánh đồng bát ngát chỉ là đường chân trời vô biên, trừ nó ra không còn vật gì khác. Đây là một cái thế giới như thế nào đây? Học trưởng, Di Chân cầm mảnh nhật ký kia nói. Trước mắt xem ra chúng ta tạm thời không có chuyện gì, mấy ngày này đều không có thời gian nói chuyện với ngươi. Thời gian ngắn trước ngươi biểu hiện một mực băng lãnh như vậy, ta có thể hiểu được nỗi thống khổ của ngươi. Đoạn thời gian lúc đầu ta ở trong nhà trọ kia cũng giống như là trong một thế giới hắc ám, không nhìn thấy thái dương bên ngoài. Giống như đoạn thời gian lúc phụ mẫu ta bị tai nạn qua đời, không thể không cùng Di Thiên sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng về sau bị tiến vào nhà trọ. Di Chân rung động bờ mi, mấp máy môi, nói ra. Người có biết ta vì cái gì có thể sống đến lần huyết tự thứ 10, mà Di Thiên đồng dạng có thể sống được đến lúc đó không? Người có biết tại sao không, học trưởng? Cùng lúc đó, trong một gian mật thất hắc ám, Lý Ung nhìn thấy trên mặt đất có một cổ thi thể nam tính, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói. Rất tốt, phi thường tốt, đây là người thứ 14. Đứng trước mặt hắn là một nam nhân có gương mặt nho nhã, đầu đội một cái mũ đen. Mà nam nhân này là nhân vật đầu não trong đường dây buôn bán thuốc tại thành phố Ca, tên là Nghiêm La. Thi thể ngã trên mặt đất, hoàn toàn là chết không nhắm mắt, biểu lộ trước lúc chết vô cùng sợ hãi. Còn có hai người, Lý viện trưởng. Nghiêm La cười cười ngồi xuống. Như vậy, Lý viện trưởng, sự tình về phân viện bệnh viện chính thiền sẽ cất giấu thuốc viện, có thể lập tức tiến hành rồi chứ? Không có vấn đề. Lý Ung nhấp một ngụm trà, rồi đặt ở trên bàn nói. Nghiêm tiên sinh thủ đoạn thật là nhanh nhẹn à. Như vậy mà đã giết chết được 14 người. Về người thứ 15 đã tra được thế nào rồi? Nghiêm La cũng nhếch chân bắt chéo, ngâm điếu thuốc nói. Kỳ thực chuyện này vừa vặn 2 ngày trước mới có phát hiện. Có người nhìn thấy Lô Dực Lam xuất hiện tại thành phố Cà. Vốn là nàng đã sớm rời khỏi thành phố Cà. Thật không ngờ nàng lại trốn ở nơi này. Cao Minh, Lý Ung lộ ra một tia hung lệ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lúc trước lần thứ nhất giết nàng, thật không ngờ nàng lại có thể đào tẩu được. Hiện tại ngược lại một mực ở dưới mắt của chúng ta. Nàng bây giờ đang ở đâu, điều tra ra được chưa? Cái này vẫn còn ra, chắc hẳn là không lâu sau sẽ có tin tức. Lý Dung nghe được đáp án này có chút bất mãn, bất quá cũng không thể nào dục giả đối phương gấp gáp. Đào sâu 3 thước cũng phải giết nàng. Cái đó đúng. Còn có, Lý Dung lại hỏi một vấn đề hắn quan tâm. Cái tên kiểm sát trưởng họ Công Tôn kìa, các ngươi còn chưa tìm được hắn sao? Hắn đã tra ra được chúng ta có mối liên hệ, nhưng hiện thời lại không biết hắn ở nơi nào. Cái này, người cũng biết, Lý viện trưởng. Hắn dù sao cũng là kiểm sát trưởng. Hiện tại người trên tỉnh đã phái người xuống điều tra. Chúng ta không thể có tác động quá lớn. Điều này ngươi phải biết chứ. Được rồi, nhưng nhớ kỹ.
cái tên kiểm sát trưởng kia sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hết thảy sau khi kết thúc, Lý Hùng rời khỏi cái mật thất hắc ám này. Lúc này đây, hắn càng ngày càng kích động. Đồng thời, đối với giết chết hai người cuối cùng kia, hắn cũng đã lên kế hoạch. Giết. Để cho Thanh Ly phục sinh, bất kể là ai. Giết. Mấy ngày nay, hắn một mực xử lý tang sự của Dương Cảnh Huệ. Ba ngày tiếp theo là lễ truy điệu chính thức. Trước mặt Lý Dùng chỉ lo lắng làm sao nhanh chóng phục sinh Thanh Ly. Có những chuyện khác, có người khác lo. Đồng thời hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Dẫn. Tang lễ của Dương Cảnh Huệ, hắn dù sao cũng phải tới dự. Mà lúc này, Lý Dẫn chính thức đang ngồi ở trên sân thượng nhà trọ. Từ khi tiến vào cái nhà trọ này, hắn chỉ mới ghé qua sân thượng một lần. Hắn biết Huyết Tự đã bàn bố, cũng biết Tư Dạ là một trong những chủ hộ đi chấp hành. Thế nhưng mà hắn hiện tại chẳng muốn cân nhắc tới cái gì. Trong nhà trọ này ai sinh ai tử đều không quan trọng. Ngày đó hắn không để bản thân mình chìm đắm vào đáy nước là đúng hay sao? Trở về nhà trọ là chính xác sao? Địa ngục khế ước, ai muốn cướp, muốn chém giết thì tùy. Nó đã không còn liên quan tới hắn nữa. Chuông điện thoại di động vang lên. Lý Ẩn lấy ra xem. Là cuộc gọi của Lý Dung. Hắn tiếp điện thoại, hỏi. Chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, ngươi ở nơi nào? Ba ngày sau là tới tham gia lễ truy điệu chính thức của mẹ ngươi. Mấy vị biểu cữu của ngươi mấy ngày nay luôn hỏi ngươi. Tang lễ của mẹ ngươi đến giờ đều là do tao một tay quản lý đó. Ta biết rồi, ta sẽ đi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn bước xuống sân thượng. Đại khai nửa giờ sau, hắn đã trở về nhà. Lúc này, Lý Dung cũng về tới nhà. Lý Dung trong bộ đồ tang màu trắng ngồi trên ghế salon, mà trên một cái tủ trong phòng khách đang đặt đó lò tro cốt của Dương Cảnh Huệ. Lý Ẩn tiến vào phòng khách, nhìn thoáng qua Lý Dung. Sau đó, liền hướng về phía cái tủ kia. Này, Lý Ẩn! Lý Dung vừa đứng người lên, là chợt thấy Lý Ẩn cầm lấy lò tro cốt của Dương Cảnh Huệ. Ngươi muốn làm gì? Lý Dung mẩn ngẩn có cảm giác xấu. Nghe kỹ! Lý Ẩn quay đầu lại, dùng giọng điệu băng lãnh không chút tình cảm nào nói với Lý Dung. Ta sẽ không để người giữ tro cốt của mụ mụ. Tro cốt của nàng phải do ta chăm sóc. Ta sẽ không để người gặp lại mụ mụ. Người điên rồi. Lý Dung quá sợ hãi, quát hỏi. Người dựa vào cái gì để cho ta không được đụng tới nàng? Mụ mụ yêu ngươi cả đời. Thế nhưng cuối cùng, nàng đổi được cái gì? Lý Dận song thẳng tới trước mặt của Lý Dung nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Người ngươi yêu chính là mẫu thân của Tử Dạ. Luật sư đã đến nói với ta một vài sự tình, cộng thêm ta điều tra thêm một chút, ta biết ngay ngươi căn bản có ý định vứt bỏ mụ mụ, vứt bỏ ta. Nói cho cùng, mụ mụ đối với ngươi mà nói là gì? Nàng cả đời này là vì ngươi. Ngươi hồi báo lại nàng được điều gì? Đem bệnh viện chính thiên biến thành bộ dáng gì? Ngươi cái tên ngụy quân tử này, kỳ thực ngươi bây giờ có phải rất cao hứng? Ngươi không yêu mụ mụ, ngươi lấy nàng là vì tài sản Dương gia, vì bệnh viện chính thiên. Ngươi bây giờ có thể danh chính ngôn thuận thu lấy mọi tài sản rồi. Có phải ngươi bây giờ đang rất cao hứng? Trong lòng của ngươi chẳng lẽ chỉ có tiền mà thôi? Lý Ẩn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lý Dung cả giận nói. Lời này của ngươi có ý gì? Ta sẽ không gặp mặt ngươi nữa. Lý Ẩn rít gào. Người chết vì cái gì lại không phải là ngươi? Ngươi mà tính là bác sĩ cái gì? Ngươi có tư cách gì để mở bệnh viện cứu người? Ngươi chính là một ác ma, một tử thần, một người cặn bã. Ngươi đáng chết là ngươi, là ngươi. Lý Hùng dừng bước, gân xanh đã trải rộng trên mặt hắn. Cho dù là Nghiêm La cũng phải bán cho hắn vài phần mặt mũi. Người của chính phủ nhìn thấy hắn còn phải đon đả chào hỏi. Đứa con trai này rõ ràng là dám chửi bới hắn như thế.
ngươi phản rồi. Lý Ôn. Lý Ẩn càng nói càng kích động, cuối cùng giận dữ hét lên. Nghe cho kỹ, Lý Ẩn ta từ nay về sau cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta không còn là con của ngươi, ta thật sự hận không thể thay đổi dòng máu chảy trong ngươi, không thể cùng ngươi bỏ hết mọi mối liên quan. Mẹ chết rồi, cho nên ta không có lý do gì phải ở lại bên cạnh ngươi. Nhớ kỹ, ngươi không phải là cha ta, ngươi không phải. Sau khi nói xong, Lý Ẩn cầm hũ tro cốt trực tiếp lao ra khỏi phòng. Hắn không hối hận khi nói những lời này. Hắn sẽ không để ý phụ thân có thật sự đoạn tuyệt quan hệ hay không. Tất cả hắn chẳng muốn quan tâm. Mụ mụ. Lý Ẩn ôm chặt hũ tro cốt trong tay, vừa chạy vừa nói. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Từ nay về sau, hồn phách của ngươi để cho ta thủ hộ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương ngươi. Bất luận kẻ nào cũng không thể. Chương 4. Lý Ẩn chính thức căn bản không biết có một người giống mình như đúc được sáng tạo ra. Cái Lý Ẩn giả kia nguyên vốn cũng là một người sống. Không, phải nói là mỗi bộ phận trên người Lý Ẩn giả đều từng là người sống. Bọn họ đều bị con quỷ kia giết chết. Cái đầu giả làm Lý Ẩn từng là một nhà tiểu thuyết bằng tuổi với hắn. Sau khi bị giết chết, liền đem đầu hắn nặng lại, trở nên giống hệt Lý Ẩn như đúc. Nhưng trí nhớ lại bị xóa đi, chỉ tồn tại một khôi lỗi. Đương nhiên tuy hắn bị xóa đi trí nhớ, nhưng hắn cũng đã từng là một nhân loại. Kỳ thực hắn và Marie Tuyết Lai dưới ngòi bút của Phật Lan Ken không có bao nhiêu là khác. Trên xe lửa, Di Chân đang ngồi cạnh Lý Ẩn giả kia. Hai người bọn họ còn phải tiếp tục chờ đợi ở nơi này. Nói cho cùng, Di Chân cũng không biết Lý Ẩn trước mắt chỉ là một cái xác không mà thôi, căn bản không có cái gọi là tâm. Kỳ thực ta cùng Di Thiên có thể sống đến huyết tự thứ 10 đều có nguyên nhân đó. Di Chân biểu lộ nghiêm nghị nói. Ta thật ra chính là một thông linh vô sư. Cái gì? Lý Ẩn trừng mắt vội hỏi. Ngươi nói thật sao? Đương nhiên là giả. Biểu tình của Lý Ẩn tức khắc ngưng trọng, lập tức nhìn thấy Di Chân che miệng cười cười. Học trưởng, ngươi lại mắc lừa. Trước kia cũng vẫn là như vậy, chỉ cần ta nghiêm trang nói chuyện, ngươi 100% sẽ bị ta lừa. Di Chân lộ ra dáng tươi cười, nhất thời làm cho người ta cảm giác có nét khuynh quốc khuynh thành. Sau đó Di Chân liền chứng kiến Lý Ẩn bên cạnh cũng nở nụ cười, hơn nữa cười rất tự nhiên, rất tự nhiên. Hắn không biết là cái gì, giống như nội tâm nháy động một cái. Hắn lần thứ nhất không phải biểu lộ cơ giới hóa mà là chân chính bật cười. Hắn rõ ràng đã mất đi tâm, rõ ràng đã mất đi tình cảm, thế nhưng mà hắn lại tự nhiên bật cười. Cười, hắn cảm giác dường như là một thứ tình cảm đã quá mức xa xôi. Xa xôi bao nhiêu? Hắn cũng không nhớ rõ, chỉ là giờ phút này nhìn thấy Di Chân cười như vậy, hắn cảm giác không có phong cảnh nào trên thế giới xinh đẹp bằng. Ta... Trong lúc bất tri bất giác, bật cười phát ra từ trong nội tâm, nên chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Học trưởng, người rốt cuộc cũng nở nụ cười. Di Chân nhìn lên trời thở dài một tiếng. Như vậy thì tốt rồi. Kỳ thực vừa rồi ta muốn nói với ngươi, ta và Di Thiên có thể sống sót là vì ta không từ bỏ nụ cười của mình. Ngay cả chết cũng không cướp được nụ cười của ta. Cho nên tuyệt đối không thể mất đi nụ cười. Từ sau khi cha mẹ qua đời, ta luôn nói với bản thân mình như thế. Bởi vì khi đó ta thân là tỷ tỷ, có trách nhiệm chăm sóc Di Thiên, có trách nhiệm để cho ta và hắn hảo hảo sống tốt. Vì lý do nào đó cũng được, ta không thể ngã xuống, cũng không thể mất đi bộ dạng tươi cười. Nếu như không thể cười được mà nói, chẳng phải thừa nhận bản thân mình đã chẳng còn hy vọng rồi sao? Trên xe lửa hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhắm mắt lại,
Nụ cười kia phảng phất như một nốt nhạc cứ quanh quẩn trong đầu hắn, làm hắn nhất thời si mê. Người nói đúng. Một lần nữa mở mắt, nhìn về phía Di Chân, hắn cũng lộ ra một bộ dáng tươi cười. Đúng, chúng ta nhất định còn hy vọng. Có hy vọng đây. Học trưởng, người còn nhớ rõ không? Cái gì? Người trước kia đã nói với ta, thời điểm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, người còn nhớ rõ không? Di Chân tuyệt đối sẽ không quên ngày hôm đó. Đó là lần thứ nhất đến Kim Vực học viện. Lúc ấy nàng và Di Thiên sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng liên tiến về phía lầu dạy học. Cuộc sống đại học chỉ là một nơi để bọn họ hắt ký thác tinh thần giữa những lần huyết tự mà thôi. Nhưng mà Di Thiên vẫn cảm thấy rất áp lực. Thao trường rất lớn, còn có cả sân tennis nữa. Di Chân rất hăng hái thăm thú khắp trường, dù sao bọn hắn cũng là chân chính tiến nhập vào đại học. Di Thiên, Lời Thủy chung không nói một lời. Khi đó hắn cảm thấy rất tối tăm phiền muộn, thậm chí còn học hút thuốc, say rượu, cho nên tinh thần cũng có chút uể oải. Mặc dù dương quang chiếu trên mặt, hắn cũng cảm giác không ôn hòa. Này, Di Chân cầm cuốn sổ tay giới thiệu về học viện đánh vào đầu hắn. Ngươi dám không để ý tới chị của ngươi à? Đã biết rồi, Di Thiên xoa đầu nói. Làm gì mà đánh đầu của ta? Như thế nào, không phục sao? Di Chân ngước chân sờ đầu Di Thiên nói. Tốt rồi, đừng sầu mi khổ kiểm như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mà. Sự tình huyết tự quên hết thải đi. Nên quen thêm bạn bè. Đúng rồi, ta suy nghĩ một chút, quyết định sẽ nội trú. Di Thiên vốn đang sững sờ, lập tức khó có thể tin hỏi. Người nói đùa sao? Tí, thiệt hay là giả? Đương nhiên là thật. Điều này sao có thể? Người phải biết chúng ta nhất định... Yên nào. Nơi này là khu Bạch Nghiêm, là khu trung tâm, tàu điện ngầm đi lại rất tiện lợi. Chúng ta chỉ cần thời điểm nghỉ trưa hôm sau trở về nhà trọ, rồi trở về trường học là được rồi. Chẳng lẽ người thích ở trong căn hộ đó? Đương nhiên không phải. Cái kia đừng nói nữa. Về sau thời điểm chủ nhật, chúng ta sẽ trở về nhà trọ. Bình thường thì vẫn là nên quen biết thêm bạn bè, sinh hoạt như một người bình thường. Trước mắt đại đa số chủ hộ đều cảm thấy cực đoan. Có không ít người có khuynh hướng muốn tự sát. Ở lại nơi đó, tâm tình của người sẽ càng trầm trọng hơn. Đã như vậy, liền xem như chúng ta là một người bình thường đi. Căn bản như chưa từng tiến vào nhà trọ. Tỷ, người quả nhiên là có một loại suy nghĩ khác thường. Đương nhiên, nhân sinh chính là mua vui trong nỗi khổ. Coi như là người bình thường cũng sẽ tao ngộ tai nạn, xe cộ, cướp bóc, tật bệnh các loại nguyên nhân mà tử vong. Chúng ta so với người bình thường chỉ là gặp nhiều nguy hiểm hơn mà thôi. Bất quá thì cũng không có gì. Dù có hối hận vì đã bước vào nhà trọ cũng không có chỗ dùng. Tốt rồi à, đừng buồn bã yếu siêu nữa. Đợi lát nữa cùng đi với ta gặp bạn bè đồng học, tinh thần một chút, cười nhiều lên. Sau đó buổi chiều trở về nhà trọ chuyển hành lý, còn phải đi mua đồ nữa. Mua đồ? Đúng vậy, cần phải quan hệ tốt với bạn bè mà. Sau này mọi người chính là phải ở chung 4 năm, không phải sao? Tốt rồi, đi nhanh đi. Cuối cùng, hai người đi tới phòng học. Chính thức khai giảng là 3 ngày sau. Trong lớp là tụ tập hơn 30 học sinh. Tất cả mọi người đang cao hứng bừng bừng nói chuyện. Trải qua kỳ thi tôi luyện đại học mới bước vào nơi này, ai nấy đều cực kỳ hưng phấn. Dù sao đây là thành quả 3 năm phấn đấu cao trung mà cái học viện này cũng coi như khá nổi danh. Di Chân tìm một vị trí cùng Di Thiên ngồi xuống, mà trước mặt nàng ngồi một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Nàng vừa nhìn thấy Di Chân cùng Di Thiên, lập tức mở miệng. Các người tốt, ta gọi là Thiên Tịch Nguyệt. Sở Di Chân. Di Chân lôi kéo Di Thiên nói. Hắn là đệ đệ ta, Di Thiên. Chúng ta là song bào thai à? Thật sự? Tịch Nguyệt nhìn hai người nói. Đúng nha, lớn lên rất giống nhau. Tên của các ngươi cũng rất êm tai. Các ngươi trọ ở trường sao? Di Chân lập tức nói. Ở à, Di Thiên,
ngươi cũng trọ ở trường đúng không? Ta... Di Thiên vốn đang do dự, nhưng nhìn Di Chân hiếp mắt, đành phải nói. Ta ở. Cái học viện này các ngươi cảm thấy thế nào? Tịch Nguyệt chống cằm hỏi. Không tệ chứ. Đương nhiên, Di Chân cũng rất hào hứng nói. Giữa trưa ta muốn đi thư viện một chút, không bằng ngươi đi cùng chứ. Di Thiên, ngươi có đi không? Nàng lại phát hiện Di Thiên đang nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt, vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Này này, đừng có nhìn người ta như vậy, trả lời ta đi. Tịch Nguyệt che miệng cười cười nói. Tỷ đệ các ngươi thật là thú vị. Di Chân, có thể gọi như vậy không? Không có vấn đề. Di Chân cười nói. Cái kia ta cũng gọi ngươi là Tịch Nguyệt à. Về sau theo lời nói của Di Thiên về Di Chân, nếu không phải hắn biết rõ Di Chân là chủ hộ trong nhà trọ, thật sự là không có cách nào tưởng tượng một người cười đến tự nhiên như vậy lại là người lúc nào cũng trải qua sinh tử khủng bố, cả ngày cùng tử vong quỷ hồn làm bạn. Thế giới của Di Chân mặc dù bị cướp đoạt đi ánh sáng, nhưng nàng vẫn giữ lại cho bản thân mình mục tiêu quang minh. Ngay lúc Di Chân đang nói rất cao hứng, bên cạnh Tịch Nguyệt một người đi tới nhẹ giọng hỏi. Thật có lỗi, ta có thể ngồi ở đây không? Người kia chính là Lý Ẩn, trên tay hắn cầm một cuốn sách Gào Thét Sơn Trang của Ngải Mễ Lệ. Có thể. Bên cạnh Tịch Nguyệt là ghế trống, nàng vội vàng dịch chuyển để Lý Ẩn ngồi xuống. Lý Ẩn rất nhò nhã, sau khi ngồi xuống khẽ gật đầu nói. Cảm ơn, ta gọi là Lý Ẩn, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Người tốt. Di Chân cũng nhẹ gật đầu nói. Người hiện đang đọc Gào Thét Sơn Trang sao? Quyển sách kia ta thật sự rất thích. Vậy sao? Lý Ẩn cầm sách nói. Ta vừa mượn ở thư viện, người đã coi qua sao? Ta mới chỉ nhìn phần mở đầu. Là câu chuyện tình yêu rất bi thảm. Di Chân nhìn bìa sách nói. Dường như là bản đã biên tập lại, cũng không biết dịch có tốt hay không nữa. Vậy sao? Rất bi thảm mà. Lý Ẩn nhìn cuốn sách. Kỳ thực ta cũng chỉ biết đại khái nội dung câu chuyện là một nam nhân bỏ ra tình yêu cả đời mình, cuối cùng bước trên con đường tuyệt vọng, vì tình yêu mà hy sinh. Ta nghĩ hắn là một câu chuyện rất duy mỹ. Coi như là bi kịch, ta cũng muốn nhìn một cái. Di Chân lúc ấy bị ánh mắt thương cảm của Lý Ẩn hấp dẫn, nàng đương nhiên không biết mâu thuẫn giữa Lý Ẩn cùng phụ thân hắn. Ngươi thật giống như có chút thương tâm mà. Di Chân nhạy cảm tóm được tâm tư của Lý Ẩn nói. Có sự tình không như mong muốn sao? Nhân sinh vẫn là có vài việc bất đắc dĩ. Lý Ẩn thu lại cuốn sách nói. Bất quá vô luận như thế nào, so với việc vì hận mà hận, từ yêu thành hận mà nói, có lẽ khá hơn một chút. Di Chân nghe được mấy câu đó nhẹ gật đầu, sau đó nàng bỗng nhiên nói. Bất quá ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, học trưởng. Sự tình không thể nắm bắt được thì quên đi. Buổi tối hay đọc sách, ban ngày nên vui vẻ thăm thú học viện một chút. Không có ý tứ, ngươi vì cái gì lại gọi ta là học trưởng? Ta có lẽ so với các ngươi bé hơn một tuổi. Di Chân không có ý tứ gãi gãi đầu nói. Thời điểm trước khi đi học ta cùng đệ đệ bỏ qua một năm học. Một năm đó tự nhiên là năm cha mẹ hai người gặp nạn. Không cần phải gọi ta là học trưởng, cứ gọi là Lý Dẫn à? Làm sao có thể, tôn ti có khác nhà, vẫn là gọi ngươi học trưởng thì tốt hơn. Hiện tại hồi tưởng lại, Tịch Nguyệt lúc ấy vì cái gì lại không nói một câu, vậy ngươi vì sao lại không kêu ta là học tỷ à? Kế tiếp là quen biết Hàn Chân, Văn Hoa, một người Nghiêm Lan mà vô luận là ai đều đối với Di Chân phi thường có hảo cảm. Trong thời gian 4 năm học, Di Chân vẫn là nữ sinh có nhân duyên tốt nhất trong lớp. Hơn nữa rất nhiều nam sinh đều có lòng ái mộ với nàng. Nàng xinh đẹp, cá tính lại sáng sủa, hoạt bát, khéo hiểu lòng người, cơ hồ không có ai không thích nàng. Không ai có thể tưởng tượng được
cuộc sống bên ngoài đại học của nàng như thế. Tiến hành xong thủ tục nhập phòng, Di Chân đem hành lý chuyển vào phòng, đồng thời cũng kinh hỉ phát hiện mình cùng phòng với Tịch Nguyệt. Hai vị nữ sinh ở chung phòng thấy Di Chân tiến vào cũng cảm thấy vui vẻ. Có nàng, chắc chắn khắp phòng lúc nào cũng hoàn thành tiếu ngữ, tràn ngập khí tức thanh xuân. Lúc đó đã là gần hoàng hôn, Di Chân bước dọc theo thao trường to lớn của Học viện Kim Vật. Sau đó, nàng bỗng nhiên trông thấy Lý Ẩn xuất hiện ở phía trước. Hắn đang đứng trong sân tennis, tựa người vào tấm lưới sắt. Di Chân bước vào mà Lý Ẩn không hề phát giác. Học trưởng. Lý Ẩn quay đầu lại, chú ý tới Di Chân đang đi tới, vội vàng nói. Là ngươi à, Sở Di Chân. Đừng gọi ta là học trưởng nữa, cảm giác thật kỳ quái. Nói trở lại, dường như ngươi cũng chỉ gọi mình ta là học trưởng. Như thế nào? Không thích. Di Chân đi đến bên người của Lý Ẩn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cảm giác rất hư vinh đó chứ. Không, ngươi muốn gọi như vậy thì tùy ngươi. Lý Ẩn ngẩng đầu nhìn phần thái dương ở phía tây, nói. Về sau phải ở chung 4 năm thời gian rồi. Đúng vậy. Di Chân quay đầu nhìn một bên gương mặt của Lý Ẩn được ánh chiều tà chiếu rọi. Cuộc sống của người nhất định rất khoái nhạc à. Lý Ẩn đứng chắp tay, chậm rãi bước về phía trước, cúi người nhặt một quả bóng trong sân tennis nói. Ta lại bất đồng. Hiện tại ta không biết bản thân nên làm như thế nào. Rất nhiều chuyện không biết nên lựa chọn ra sao. Kỳ thực ta vốn không có ý định thi vào đại học, mà là học viện y học. Vậy sao? Như vậy vì sao ngươi lại phải lựa chọn học viện kinh tế? Di Trần cũng đi tới hỏi. Ta không muốn làm thầy thuốc. Lý Ẩn nắm chặt quả bóng tennis kia nói. Khi còn bé ta một mực cảm thấy nghệ thuốc rất vinh quang. Ta đã từng nhận định tương lai mình sẽ là một thầy thuốc tốt. Nhưng bây giờ ta cảm giác chỉ là một ý nghĩ, một bên tình nguyện của ta thôi. Cuối cùng ta gạt cha mẹ sửa lại nguyện vọng thứ nhất. Nhưng khi tiến vào học viện này, ta lại không biết bản thân mình làm như vậy có đúng hay là sai nữa. Có phải ta đã đi lầm đường hay không? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Di Trần cúi người, bắt lấy bàn tay đang nắm chặt quả bóng tennis của Lý Ẩn nói. Buông lỏng một chút đi. Nhân sinh vốn có rất nhiều khó khăn, đừng quá gây khó dễ cho chính mình. Nếu như hối hận mà nói, vậy thì cố gắng nhất có thể để giảm bớt hối hận. Dù sao thì ngươi cũng đã là một học viên trong học viện kim vật. Cuộc sống như vậy ta nghĩ cũng không hề tệ. Lý Ẩn chậm rãi buông tay, bóng tennis rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn Di Chân. Vậy sao? Nghe có lẽ cũng không tệ lắm. Ta nghĩ sau này có một đồng học như ngươi sẽ rất thú vị. Di Chân cầm quả bóng tennis lên, rồi đột nhiên ném lên bầu trời, ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, nên như vậy nha. Miễn là còn sống, không ai có thể kết luận cuộc đời của mình chỉ có bóng tối. Khi còn sống mà lúc nào cũng tuyệt vọng, vậy chẳng khác gì người chết. Tựa như ta, dù sao vẫn còn đang sống, cho nên nhân sinh của ta vẫn còn có hy vọng. À, tốt rồi, ta đi trước, học trưởng. Cái này chính là lúc ban đầu Di Chân cùng Lý Ẩn quen biết. Một nữ hài vô luận là ở đâu đều làm người khác cảm giác vui vẻ. Cho dù lâm vào hắc ám cũng phải tự mình tạo ra quang minh. Cho dù tuyệt vọng cũng phải tự tạo cho mình một hy vọng.